Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Hôm nay chúng ta học 3 câu giáo lý giáo hội công giáo. Chủ nhật 30 tháng 7 năm 2023, câu 53, 54 và 55. Trước tiên chúng ta bước vào câu 53. Kế hoạch của Thiên Chúa về mặc khải được thể hiện cùng một lúc bằng các việc làm và lời nói có liên hệ mật thiết với nhau và soi sáng cho nhau. Kế hoạch đó bao hàm một đường lối sự phạm một đường lối sư phạm thần linh đặc biệt thiên chúa truyền thông chính mình cho con người một cách tiệm tiến ngài chuẩn bị con người qua nhiều giai đoạn để đón nhận mặc khải siêu nhiên về chính bản thân ngài mặc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi ngôi vị và nơi sứ vụ của ngôi lời nhập thể là chúa giêsu kitô Thánh Irenê thường nói về đường lối sư phạm này của Thiên Chúa dưới hình ảnh Thiên Chúa và con người dần dần làm quen với nhau. Ngôi lời của Thiên Chúa đã được ở giữa loài người và trở thành con người để làm cho con người quen dần với việc đón nhận Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa quen dần với việc ngự trong con người theo ý muốn của Chúa Cha. Rồi chúng ta đi vào từng câu kế hoạch của thiên chúa về mặc khải được thể hiện cùng một lúc bằng nhiều việc làm và lời nói có liên quan mật thiết với nhau, tức là thiên chúa dùng nhiều cách để tỏ lộ ngài cho con người chúng ta qua trời đất muôn vật à, và dĩ nhiên là thủa xưa nhiều lần nhiều cách thiên chúa đã dùng các ngôn sứ nhưng vào thời sau hết này Đức Giêsu dùng chính Đức Giêsu Kitô, tức là thiên chúa dùng mọi mọi cách để có thể cho con người nhận biết thiên chúa. À, và soi sáng cho nhau tức là việc này việc kia bổ túc soi sáng cho nhau kế hoạch đó bao hà một đường lối sư phạm thần linh được gọi là một cái cách sư phạm thiên chúa có cách để mà dạy cho con người nhận biết chúa một cách sư phạm thần linh đặc biệt thiên chúa truyền thông chính mình cho con người một cách tiệm tiến tức là từ thời từ thời sau khi Adam phạm tội thì Thiên Chúa đã có ý định cứu con người nhưng mà chúng ta thấy cũng phải từ 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 cho đến thời sau hết là chính Đức Giêsu đến làm người để cho con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Ngài chuẩn bị con người qua nhiều giai đoạn để đón nhận mặc khải siêu nhiên về chính bản thân Ngài qua nhiều giai đoạn từ thời các ngôn sứ thời các vua rồi đến Chúa Giêsu sinh ra À, và đến ngày hôm nay, qua giáo hội của Chúa, mặc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi ngôi vị và nơi sứ vụ của ngôi lời nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Cao điểm nhất đó là Đức Giêsu Kitô chính là mặc khải thật về chính Thiên Chúa, như chính Đức Giêsu đã khẳng định là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thánh Idene thường nói về đường lối sư phạm thần linh này của Thiên Chúa dưới hình ảnh Thiên Chúa và con người dần dần làm quen với nhau. Thiên Chúa và con người dần dần làm quen với nhau. Ngôi lời của Thiên Chúa đã ở giữa loài người và trở thành con người để làm cho con người quen dần với việc đón nhận Thiên Chúa và làm cho Thiên Chúa quen dần với sự với việc ngự trong con người theo ý muốn của Chúa Cha. Tức là Thiên Chúa tiệm tiến từ 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 ngày xưa thì Thiên Chúa phán qua ông Mô -xê, à, rồi qua lề luật của Thiên Chúa vân vân và đến thời sau hết là qua chính Đức Giêsu. À, đức Kiê-xu con Thiên Chúa làm người để cho con người quen với Thiên Chúa Và Thiên Chúa cũng quen với việc ngự giữa con người Đó là câu thứ 53 à, Về việc Thiên Chúa tỏ mình ra theo cái đường lối sư phạm thần linh của Chúa rồi câu 54, Thiên Chúa đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ ngôi lời, không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thụ tạo. Hơn nữa vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời ngay từ khởi thủy, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ biết Ngài đã mời gọi nguyên tổ của chúng ta sống hiệp thông thân mật với Ngài khi ban cho họ ân sùng và đức công chính rạc ngời. Câu thứ 54, rồi chúng ta đi vào từng câu. Thiên Chúa đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ ngôi lời. Tức là ngay từ à, à, ngày đầu tiên Thiên Chúa dựng lên trời đất thì Ngài phán một lời là có. Nên là trong câu này thì giáo lý giáo hội công giáo nói là Thiên Chúa dựng nên và bảo tồn vũ trụ, bảo tồn mọi sự nhờ ngôi lời. Tức là qua lời Ngài phán, Ngài nói cái gì là có cái đó không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thủ tạo. Thiên Chúa luôn luôn là tỏ cho con người thấy khi con người nhìn vào à, các thủ tạo, nhìn vào bông hoa, nhìn vào mặt trời, mặt trăng tinh tú, nhìn vào sự sống à, của con người, của à, muôn thú, của chúng ta phần nào cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn nữa vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời. Ngay sau khi Adam phạm tội, thì Thiên Chúa đã có ý định sẽ cứu con người khỏi tội lỗi à, nên là câu này giáo lý do công giáo nói vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời ngay từ khởi thủy ngay từ đầu tiên tạo dựng trời đất Thì chúa đã tỏ mình ra cho nguyên tổ adam eva biết ngài đã mời gọi nguyên tổ của chúng ta sống hiệp thông thân mật với ngài khi ban cho họ ân sủng và đức công chính rạng ngời tức là ngay từ thuở tạo dựng con người thì Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy được ý muốn của Thiên Chúa là con người được sống hiệp thông với Chúa khi cho Adam và Eva được sống trong vườn địa đàng. À, đấy là ý của Thiên Chúa ngay từ khởi đầu là Thiên Chúa luôn muốn là con người được sống với Chúa. À, chính vì thế mà khi Adam và Eva phạm tội thì Thiên Chúa cũng sẽ tìm cách để cứu con người và đây là một cái kế hoạch cứu độ rất là rất là tuyệt vời. À, từng bước, từng bước tiệm tiến cho đến khi Đức Giêsu đến Trần Gian ở với con người và chết thay cho con người. Nó đã bộc lộ ra ý muốn yêu thương của Thiên Chúa, muốn cho con người được sống với Thiên Chúa. Ngay từ khi A-Nam vẽ và A5 được dựng lên thì đã được ở vườn đệ đàng để hiệp thông với Chúa, thì đây cũng là ý muốn của Thiên Chúa, là con người được hiệp thông với Thiên Chúa. Rồi câu thứ 55 mặc khải này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn, mặc khải này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn. tức là khi Adam và em phạm tội thì thiên chúa cũng không bỏ ý ý muốn à, là sống với con người, cho con người được sống với thiên chúa. quả vậy sau khi tổ tông sa ngã bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, thiên chúa đã nâng họ dậy hướng tới niềm hy vọng cứu độ ngài đã không ngừng săn sóc nhân loại để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành và khi con người đã mất tình nghĩa với cha vì bất phục tùng cha đã không bỏ mặc con người giữ quyền lực sự chết nhiều lần cha đã giao ước với loài người giao ước với ông moses với ông noe mặc khải này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn tức là dù con người có tội mấy đi chăng nữa thì thiên chúa vẫn giữ nguyên cái ý định là sống cho con người được hiệp thông với ngài quả vậy sau khi tổ tông eva adam eva sa ngã bằng việc hứa ban đấng cứu chuộc để cứu con người thiên chúa đã nâng họ dậy hướng tới niềm hy vọng cứu độ thiên chúa luôn luôn là gieo niềm hy vọng vào trong con người tội lỗi để dù con người tội lỗi thì con người vẫn có thể xác tín rằng thiên chúa không bỏ rơi con người ngài đã không ngừng săn sóc nhân loại để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành chúng ta hãy kiên tâm làm việc lành chúng ta hãy kiên tâm làm việc lành rồi chúng ta cũng sẽ được thấy đường lối cứu độ của thiên chúa ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm làm việc lành việc lành là việc gì thưa việc lành là những việc chúa dạy chúa nói cái gì chúng ta làm cái đó việc của chúa là việc lành còn việc của con người dĩ nhiên nó chóng qua nó không phải là điều lành và khi con người đã mất tình nghĩa với cha vì bất phục tùng thiên chúa cha đã không bỏ mặc con người giữ quyền lực sự chết nhiều lần thiên chúa cha đã giao ước với loài người giao ước với ông noe giao ước với ông mose dù là con người đã mất tình nghĩa với chúa vì tội bất phục tùng nhưng thiên chúa vẫn luôn luôn là giữ ý định muốn cho con người được sống với chúa xin cho tất cả chúng ta luôn cảm nhận được lòng xót thương của thiên chúa để khi phạm tội chúng ta mau mắn đi xưng tội khi thấy mình có những cái sai trái thì chúng ta có ước nguyện sống đẹp lòng chúa hơn ngay cả như bản thân anh em chúng con là linh mục chúng con cũng vẫn phải có một cái nếp sống sưng tội thường xuyên bởi vì không ai là là không có tội cả và nếu chúng ta có ước nguyện tìm kiếm Chúa nếu có ước muộn sống nguyện sống đẹp lòng Chúa thì có lẽ việc đầu tiên là chúng ta phải siêng năng xưng tội rực lệ Con xin cảm ơn sự học hỏi và lắng nghe của cộng đoàn